sưu tập túi sách, tích hợp màn hình cảm ứng cong. Màn hình cong đang trở thành xu thế thiết kế trong giới công nghệ khi ngày càng nhiều thiết bị sở hữu kiểu thiết kế này, như TV, máy hình máy tính hay smartphone, đều có thiết kế màn hình cong. Không chỉ dừng lại ở thị trường công nghệ, mới đây Louis Vuitton, hãng thời trang xa xỉ của Pháp, đã mang xu thế thiết kế này vào lĩnh vực thời trang. Cụ thể Louis Vuitton vừa giới thiệu một một siêu tập túi sách thời trang mới của mình, mà điểm nhấn đó là bên ngoài túi sách được tích hợp thêm màn hình cảm ứng với thiết kế cong bên ngoài túi. Màn hình cảm ứng bên ngoài những chiếc túi sách này có độ phân giải 1920x1440, hiển thị các đoạn video về cảnh đẹp của các thành phố trên thế giới và đặc biệt còn được tích hợp cả chức năng trình duyệt web, cho phép người dùng có thể duyệt web ngay trên túi sách. Đại diện của Louis Vuitton cho biết bộ sưu tập túi sách này là nền tảng để giúp hãng thời trang này tích hợp công nghệ tương lai vào sản phẩm của mình và được xem là cách để tìm kiếm sự đổi mới. Louis Vuitton cũng cho biết những chiếc túi sách này có thể được sử dụng như một công cụ hỗ trợ cho smartphone, thay vì một chiếc túi sách thông thường. Theo trang công nghệ The Web thì Louis Vuitton đã hợp tác với Royal, hãng công nghệ màn hình của Trung Quốc, để sản xuất những màn hình được tích hợp vào túi sách của mình. Danh tiếng của Royal đã được giới công nghệ biết đến nhiều hơn khi đây là hãng cho ra mắt chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên trên thế giới, FlexPi, trước các ông lớn khác như Samsung hay Huawei. Dù vậy FlexPi lại bị giới công nghệ đánh giá là thảm họa vì trải nghiệm kém và chất lượng hoàn thiện không tốt. Hiện tại những chiếc túi sách được tích hợp màn hình cong này mới chỉ dừng lại ở mức sản phẩm thử nghiệm nhưng không loại trừ khả năng Louis Vuitton vẫn sẽ tung ra thị trường và chắc chắn mức giá của sản phẩm cũng không hề rẻ. Tê Thủy